Xin chào quý vị và bạn, chúng ta gặp nhau trong series về BUK giá rẻ. Thì như cái tiêu đề của các bạn đã biết thì đây là một khoản đầu tư mạo hiểm của một bạn. Bạn ấy yêu cầu mình là bạn chỉ có tầm khoảng 1,5 triệu thôi. Nhưng mà làm thế nào để cho bạn có thể chơi được FIFA, LOL, CSGO, Dota hay là đột kích gì đó. Thì với cái cấu hình của nó, với cái tầm tiền như vậy thì chúng ta chỉ có những cái lựa chọn nó thật sự là tối thiểu nhất nhưng phải mạnh nhất trong cái tầm giá. Thì mình đã lựa chọn được một em, đó chính là em Vega. Lần trước mình đã mua trên mạng với cái giá đâu 320k. Con này là chính là con GTX 650T. Đó, cái con 320k mà mình đã test trong cái clip ở trước ấy, các bạn có thể xem lại cái hiệu năng của em nó. Thì đó là đầu tiên về VGA. Còn RAM thì chúng ta sẽ sử dụng một thanh RAM 4GB thôi, DDR3 cho nó rẻ. Thanh này với cái giá thành đầu tầm 300, các bạn mua tốt và chịu khó tìm thì có thể thành 200. Thì chúng ta đã có 600.000 cho RAM và cả màn hình rồi. Ổ cứng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ổ cứng 160GB thôi cho nó rẻ. Đó, 160GB này thì giá thành nó thì tầm khoảng 150 hoặc là 160 gì đó tùy nơi bán. Đó là về RAM, cả màn hình và ổ cứng rồi. Giờ còn nguồn thì chúng ta sẽ sử dụng một con nguồn tầm 400W như này. Thật ra con này nó cũng hơi bị thừa, tuy nhiên thì các bạn có thể mua con 350W cũng được. Nhưng mà con này thì giá thành mình mua cũng khá là rẻ, con này là 300.000. Chúng ta sẽ sửa chọn con nguồn này, nguồn Symantec 400W 80W. Đó là về nguồn này, ổ cứng này, cả màn hình và RAM rồi. Bây giờ thành phần quan trọng nhất mà ảnh hưởng đến cả cái giá thành cũng như cái hiệu năng của máy, đó chính là main và CPU. Thì chúng ta sẽ sử dụng main CPU gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với em nó. Tên. Đó, xin giới thiệu quý vị các bạn, đây chính là bộ combo main CPU chúng ta sẽ sử dụng trong cái cấu hình 1,5 triệu của chúng ta ngày hôm nay. Main này là main AMD FM2 các bạn nhé. Thì với cái main này chúng ta sẽ sử dụng được con CPU gì? Thì con CPU của nó ở ngay dưới đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. Ui giời, các bạn chờ một chút nhé, để mình lau cái keo tải này đi. Keo này nó hơi bị chắc các bạn. Đây rồi. Đó, các bạn có thể nhìn đây. Đó, đây chính là con AMD A8 5600K đấy các bạn. Thì với cái combo này thì mình con chip này thì nó có xung cơ bản là 3,6 này, có thể turbo lên 3,9 và nó có 4 nhân 4 luồng. Con này thì theo lý thuyết thì được đánh giá ngang với con i5 đời đầu của bên Intel á. Và nó cũng kiểu như mấy con Q8200, 8400 hay 9600 gì đó. Tuy nhiên thì với con AMD này thì mình cũng chưa test được nhiều game như kiểu PUBG Mobile. Bởi vì những cái game PUBG Mobile là game mới bây giờ đấy. Thì cái đời trước, con này đời trước thì mình cũng chưa có dịp để test được cái game đó. Thì mình không biết là nó chạy như nào. Chứ còn nếu về CSGO, với cả LOL, với cả FIFA, với cả đột kích hay Dota gì đó thì mình tin chắc là con này nó có thể gánh rất là ngon. Còn PUBG Mobile thì chắc là phải thử nghiệm thực tế thì mình mới có thể khẳng định được. Bởi vì theo cảm nhận với số nhân và số luồng thì nó tương đương với i5 đời thứ nhất thì nó chạy cũng khá là ngon. Nếu như mà về lý thuyết thì rất là ngon, còn thực tế như nào thì mình cũng không rõ. Và cả combo main chip AMD này mình mua chỉ có giá là 500.000 thôi, nên tổng tất cả chúng ta sẽ có khoảng 1,5 triệu. Tại sao cái combo main chip này mình lại mua rẻ như vậy? Thì bởi vì thật ra thì đầu tư cái combo này cũng khá là mạo hiểm ở chỗ là nếu như nó hỏng main hay hỏng chip thì chúng ta kiếm cái linh kiện thay thế khá là khó luôn ấy, và sửa chữa cũng rất là khó. Thế nên nó mạo hiểm ở chỗ là nếu như các bạn mà sử dụng mà lỗi một trong hai thì các bạn có thể phải đổi cả combo main chip này. Nhưng mà vì nó cũng rẻ nên là chúng ta cũng có thể chấp nhận đánh đổi được. Còn tất cả những cái linh kiện còn lại này các bạn có thể sử dụng cho cả những cái đời thế hệ thứ 8 bây giờ các bạn vẫn có thể sử dụng được. Còn nếu như các bạn có tiền thì các bạn có thể đầu tư một con SSD này để load game cho nó nhanh, còn không có thì chúng ta sẽ sử dụng một cái 160GB giống như mình ở kia thôi để cho nó tiết kiệm chi phí nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang test game luôn để cho đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang kia để test game nhá. Đấy, em nó đã được nắp tạm ra đây để test cho anh em xem nhá. Các bạn có thể chiêm ngưỡng lại em nó trước khi chúng ta xem cấu hình và đến với các tựa game. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cấu hình nhá.
Cấu hình đây, bạn có thể xem này. Đấy, AMD A8 5600K, 4 x 4 luồng. Main là BIOSstar. Memory là 4GB. Và graphic là 650T nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với các tựa game. Vừa bị thủng lưới một phát rồi. Và thử nghiệm với Free Fire Online 4 trên cái cấu hình củ rưỡi của chúng ta với mức setting là loa mở setting và độ phân giải là Full HD thì các bạn có thể thấy cái mức FPS trên kia là quá phê rồi. Chúng ta có thể đá thoải mái, không có gì phải lăn tăn với cái cấu hình này cả. Đó. Mình đá cái trò này nó hơi bị gà một tí. Chỉ vào test được một chút cho các bạn xem để xem nó chạy như thế nào thôi. Chúng ta sẽ chuyển qua game khác cho nó đỡ mất thời gian của các bạn nha. Test LOL với cái mức setting là trung bình và độ phân giải là Full HD ở trên cái cấu hình 1.5 triệu, các bạn có thể thấy là cái mức FPS khá là ok, từ 80 đến 130 FPS tùy từng lúc. Đấy là mình để ở độ phân giải Full HD, còn nếu mà độ phân giải thấp hơn thì có vẻ nó sẽ ngon hơn. Đang trên đường bị thua anh em ạ, mình chơi cái trò này nó cũng hơi kém. Chạy rồi, con lợn này chạy rồi. Đuổi theo. Đó, mức FPS đã vọt lên 100 rồi. Nói chung là với cấu hình 1.5 triệu chúng ta có thể thoải mái chơi tất cả các cái tựa game kiểu như FIFA Online này, LOL này, CSGO. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang test CSGO nhá. Test CSGO trên cái cấu hình 1.5 triệu các bạn có thể thấy mức FPS cũng khá là ngon. Mặc dù mình để là lo mà setting và độ phân giải là Full HD nhé. Chưa thấy con lợn nào. Đấy rồi. Mệt tài chưa hết đạn đã thay đạn rồi. Con lợn lâu nhỉ. Úi dồi tuyệt. Đó. Chạy rất là ngon luôn các bạn ạ. Không thấy giật lag gì cả, FPS thì khá là ok. Nhảy sang nào này. Ấy rồi, tượt. Con lợn nó ngay đây các bạn. Mày chết này con lợn này. Đó, các bạn có thấy mức FPS ngon không? Mặc dù độ phân giải cũng khá là cao đó. Độ phân giải là Full HD ấy. Chết con lợn này. Anh dù giữa đầu. Thôi chúng ta chuyển qua game khác nha. Không nhìn thấy bác nào cả, xông lên đi. Có nguy cơ là chúng ta sẽ được top 3 rồi các bạn. Nói chung là mình đã chuyển sang test PUBG Mobile thì mình thấy là cái con chip A8 này 5600 này mặc dù là có 4 x 4 luồng và được so sánh ngang với con i5 đời đầu ấy, tuy nhiên thì cái mình thấy nó chạy game PUBG là không mượt một chút nào cả. Có cái FPS nó nhảy lên nhảy xuống liên tục và cái hình tình tiết nó cứ chậm chậm, không hình nó không mượt một chút nào cả. Nó không êm như đợt trước mình test con Q8002 đâu. Con Q8002 thì còn thấp hơn con này tầm khoảng 20% so với lý thuyết ấy, nhưng mà chạy mượt hơn con này nhiều. Con này chạy lag lắm các bạn. Nó cứ chậm chậm kiểu gì ấy. Đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng lại em nó lần nữa này. Rồi chúng ta sẽ dừng video clip đây. Chắc chắn mình đã được top 3 rồi. Còn có được top 1 hay không thì các bạn chờ một tí nha. Top 2 các bạn đã bị yêu sau và bắn này. Đó.
Rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.